Từ BD tới BD, đó là tên của buổi triển lãm vừa được các bạn trẻ trong tổ chức Hà Nội Queer phối hợp cùng một số đơn vị khác tổ chức tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với tên gọi khá đặc biệt này, triển lãm đã mang đến cho người xem những câu chuyện về lịch sử, về sợi dây liên kết các thế hệ xưa và nay của cộng đồng LGBTQ ở Việt Nam. Triển lãm trưng bày 14 tác phẩm nghệ thuật do các nghệ sĩ cộng đồng sáng tác dựa trên nguồn tư liệu do nhóm nghiên cứu sưu tầm về những ngôn từ đặc trưng của cộng đồng LGBTQ. Buổi triển lãm là sự kết hợp hài hòa của những người hoạt động về quyền với các nghệ sĩ cộng đồng, trong đó có việc các thành viên mạnh dạn chia sẻ với giới tính thực và nhận được cái nhìn cởi mở và đồng cảm sâu sắc hơn của xã hội với cộng đồng LGBT.